Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Tại sao ngày hôm nay thứ 6 mà mình lại lên số hỏi đáp à? Mà không phải thứ 3? Có lẽ tại vì khoảng thời gian gần đây mình bận nhiều cái quá, mình không kịp làm số hỏi đáp. Nên thôi, tuần này cứ lên thứ 6 đi. Còn kể từ các tuần sau thì mình sẽ về lại thứ 3 bình thường luôn. Thì mình sẽ tập trung vào câu hỏi chính luôn. Thì câu đầu của bạn Trần Quang: Ad ơi, em định nâng cấp PC và đang phân vân giữa hai lựa chọn. 1. Mua i7-9700 và RTX 2060. 2. Mua i9-9900K với RTX 970 và RTX 970 là đồ có sẵn, tương lai khả năng sẽ nâng cấp card mới. Theo Ad thì em nên nâng từ từ hay mua đứt luôn, nhu cầu là chơi game nặng và render video tầm trung. Thì với cái nhu cầu của bạn như này thì mình nghĩ bạn nên mua đứt luôn. Mình sẽ thiên hẳn về combo đầu tiên. Bởi vì sao? Nhất mình sẽ phân tích về phần CPU đã. Thì ở đây là có hai lựa chọn đúng không? CPU là Core i7-9700 và i9-9900K. Với mức giá của i9-9900K thì bạn biết nó chênh so với i7-9700 nhiều đấy, khoảng chừng 3-4 triệu cơ. Thì nó hơn ở đâu? Thứ nhất là về khả năng ép xung, và cái thứ hai đó là về phần luồng, khi mà luồng kiểu gấp đôi ấy. Còn về xung nhịp thì rõ ràng vượt trội rồi, i9-9900K xung đơn nhân đã lên được 5.0 GHz, còn 9700 xung đơn nhân chỉ được 4.7 thôi. Tuy nhiên với cái nhu cầu của bạn ấy, đó ở đây chỉ dừng lại ở mức gọi là edit video tầm trung thôi, thì mình nghĩ bạn nên để 9700 rồi, còn số tiền còn lại hãy để nâng cấp các phần khác, như ví dụ như kiểu là SSD, RAM này, thì cái đấy nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm hơn. Còn về 970 của bạn ấy, thì nếu bạn nhu cầu chơi game nặng chắc chắn 970 sẽ không thể chơi được, bởi vì 970 bây giờ rất yếu rồi. Thì thôi, chọn luôn cái combo i7-9700 đi và RTX 2060 sẽ tuyệt vời hơn. Chuyển sang câu hỏi số 2 của bạn Thành Nguyễn: Anh ơi, cho em hỏi tại sao số nhân và số luồng trong CPU lúc nào cũng bằng nhau hoặc luôn gấp đôi chứ không bị lẻ ra? Ví dụ như Core i7-8700K là 6 x 12 luồng, Core i7-9700K chỉ có 8 x 8 luồng mà không phải là 8 x 12 luồng. Vậy nhiều luồng mạnh hơn hay nhiều nhân mạnh hơn ạ? Ad lấy ví dụ luôn về hai con i7 kể trên. Rồi ok, thì các bạn nghe quá mỹ đúng không? Kiểu Intel hay gọi cái chế độ gọi là phân luồng của họ là Hyper Threading, nghe kiểu đỉnh cao đúng không? Nhưng thực tế Hyper Threading là gì? Là chế độ gọi là một nhân thực của CPU sẽ tạo được ra hai nhân ảo hoặc là hai luồng ảo để xử lý được nhiều tác vụ cùng một lúc. Như thông thường ấy, một CPU ấy, tức là một nhân ấy, chỉ có thể là gọi là xử lý thông tin của một cái ứng dụng mà thôi, tức là một luồng dữ liệu mà thôi. Tuy nhiên, đối với một số các dòng CPU riêng biệt thì Intel đã tích hợp cái chế độ này vào để một nhân CPU thực sẽ tạo được hai luồng ảo để xử lý nhiều tác vụ cùng một lúc. Thì kiểu để đánh lừa máy tính ấy, thì đối với những cái tác vụ mà có tối ưu nhá, thì hiệu năng sẽ cải thiện chừng khoảng từ 20 đến 30%. Còn mấy tác vụ mà kiểu mà không tối ưu cho cái chế độ siêu phân luồng ấy thì nó cũng như vậy thôi à. Và bên phía AMD thì cũng tương tự như vậy nhá. Và đây bạn có hỏi thêm ấy, thế tại sao lại số luồng lại không lẻ? Thứ nhất nhá, một CPU nhân thực một nhân thực sẽ tạo được hai nhân ảo, tức là hai luồng ảo ấy, thì sẽ không có chuyện một CPU 8 nhân mà chỉ có 4 nhân tạo được luồng ảo, còn 4 nhân còn lại thì nó không được. Thế nên chắc chắn sẽ không có chuyện 8 x 12 luồng rồi, chỉ có 8 x 8 luồng hoặc là 8 x 16 luồng mà thôi. Và xét lên chế độ gọi là nhiều luồng mạnh hơn hay nhiều nhân mạnh hơn thì như này này, ngắn gọn dễ hiểu thôi, nhiều nhân thực bao giờ cũng mạnh hơn. Xét trên cùng một phân khúc nhá, nhấn mạnh lại nhá, xét trên cùng một phân khúc có thể so sánh i7 với i7 thôi nhá, chứ không có chuyện bạn so sánh i7 i5 đâu nhá. i7 với i7 thì nhiều nhân sẽ luôn mạnh hơn. Rồi cuối cùng là câu hỏi của bạn Dũng: Cho em hỏi AMD EPIC là gì và hiệu năng sao khi so với CL, tại sao Việt Nam lại không thấy nhiều, và AMD EPIC có hỗ trợ RAM ECC không ạ? Ok, thì mình sẽ trả lời này. AMD EPIC là thương hiệu của bộ vi xử lý của AMD, thì được giới thiệu vào tháng 6 năm 2017, thì được AMD thiết kế cũng dựa trên kiến trúc Zen thôi, và được sử dụng chủ yếu trong các loại hệ thống máy chủ và hệ thống nhúng. Thì đấy, các bạn đã hiểu lý do tại sao Việt Nam không thấy nhiều chưa? Và Việt Nam đa số chỉ thấy CL đúng không? Và các bộ xử lý của EPIC, tên thực sự là tên không hay cho lắm, thì không dễ nhớ kiểu Ryzen đâu, thì có các tính năng hỗ trợ cực tốt, ví dụ như nó dễ rất nhiều nhân và rất nhiều luồng, cùng với đó là hỗ trợ kiểu nhiều làn PCIe. Và để mình lấy ví dụ luôn nhé, ví dụ này, AMD EPIC 7702 có 64 nhân và bộ nhớ đệm L3 là 256 MB và hỗ trợ tới 128 làn PCIe 4.0. Mình xin nhấn mạnh lại nhé, là 128 làn PCIe 4.0. Nếu như các bạn nào chưa tưởng tượng được cái số làn nó nhiều như thế nào thì mình sẽ lấy luôn ví dụ này cho điển hình nhé. AMD Ryzen 9 3950X chỉ có 16 làn PCIe 4.0 thôi. Đây là thông số được mình check ngay ở trên trang chủ của AMD. Còn cái số làn 3.0 thì anh em biết đấy, nó vẫn nhiều thôi mà. Nhưng mà cái số làn 4.0 ấy, tức là nó sẽ mở ra được rất nhiều các loại cổng kết nối này, hỗ trợ các thiết bị tốc độ cao này. Và điển hình một cái nhá, các CPU loại này của AMD ấy có hỗ trợ liên kết kiểu nhiều CPU với nhau, gọi là Infinity Fabric. Nghe hay đúng không? Tuy nhiên thì ở Việt Nam không thịnh hành lắm. Việt Nam thì đa số sẽ hướng đến dòng Xeon thôi. Thứ nhất bởi vì giá thành nó rẻ. Một số các loại ví dụ như CPU Xeon dòng Eframe Mini ấy, để dùng trong khu vực server ấy, thì người ta
ở một số máy chủ Việt Nam người ta hay chọn vậy cho rẻ thôi, chứ không có kiểu lựa chọn CPU đến từ AMD đâu. Cái này phổ biến ở nước ngoài hơn thôi. Và cái loại CPU AMD EAPIC này có chọn RAM ECC nha, và có danh sách những RAM ECC phù hợp nữa. Thì mình không biết đây có thể là một cái truyền thống của AMD thôi, chứ không phải RAM ECC nào cũng cắm được. Nó sẽ hỗ trợ một số các loại và sẽ có danh sách và tên mã cụ thể. Rồi ok, nếu như các bạn có câu hỏi nào thì đừng quên để lại ý kiến dưới mục comment nhá. Mình thấy cái số hỏi đáp hôm nay thì có hơi có một số câu hỏi hơi khó hiểu một tí. Thì nếu như anh em mà chưa hiểu được thì có thể comment lại, thì mình sẽ giải thích chi tiết ở ngay dưới phần bên dưới cho anh em nhé. Và anh em câu hỏi nào hay hơn thì cứ để lại cho mình nhé. Anh em nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Anh Phát Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau.